Chú ơi, tôi muốn hỏi chú câu hỏi thế này. Tại sao mà tôi đi đặt tay chữa lành cho người ta thì cánh tay nó cứ đau, nó cứ buốt buốt lên bả vai này. Đấy. Tại vì khi đời sống của chị đặt Mặt tay thì hỏi hết, chị hỏi xong chưa? Đôi lúc chị đặt tay lâu quá đó, cái phần năng lượng nó đủ rồi, nó trở về mình thì hai cái sức ép của bên kia với như của mình nó dồn lại, làm cái hệ thần kinh mình nó hơi mỏi tí thôi. Trường hợp đó là chỉ cần khoảng chừng nửa tiếng, khoảng 15 phút nửa tiếng lên hết rồi, phải không? Dạ. Dạ Dạ. đúng Thế rồi, thì là tại tôi cứ đặt 5 phút 30 giây mà. Thế nhưng mà mà năng lượng của chị mạnh còn quá, câu hỏi năng lượng nữa nhiều quá. là tôi bây giờ tôi rất muốn cho bà cụ, tôi thấy cái môn này nó vô cùng vi diệu, tôi muốn cho bà cụ là khiếm thính làm sao mà cho cụ đi được. Năm nay cụ 80 tuổi mà bị là mới bị mấy năm nay nằm tại chỗ thôi. Thế mà cụ thì ăn ngon ngủ ngon, mỗi tội là mắt vẫn không nhìn thấy gì. Thế hay là do tôi không đủ năng lượng để giúp cho bà cụ ấy. Không phải đâu. Chúng ta một số người khi mà lớn tuổi lên thì với những cái trường hợp là bị lão hóa, bệnh tật, thì có một số những cơ phận trong người chúng ta nó bị suy yếu quá, phải cần cái nhiều cái thời gian hơn để tế bào nó hồi phục trở lại. Cũng như có một số những anh chị em mà tế bào nó còn khỏe mạnh đó, thì tế bào nó phục hồi nhanh lắm. Còn nếu lớn tuổi thì chúng ta phải kiên nhẫn và chúng ta hỗ trợ liên tục cho đến khi nào sức khỏe được cải thiện, được bao nhiêu thì mình hay bấy nhiêu, cố gắng nha chị. Và khi mà cái người người bệnh của mình, người quen của mình đó khỏe mạnh, là có đầu óc hơi tỉnh táo chút đó, thì khuyên nên vào để khi khi đó thì các anh chị đó tự mình kích thích tế bào gốc cho mình thì đạt hiệu quả nhanh hơn. Rồi bây giờ để anh thông dịch tí đi. Okay, so Miss Thịnh just asked two questions. So she Đọc said, quá. when I assist other people and I put my hands on them to help and heal them, I feel this really sort of coldness, excuse me, running down my arms. And so Mr. Lay explained that that's because sometimes you might put your hands there for too long, and it's also could be that the force of energy, sort of when they collide, that also would result in that sensation because there's just too much energy. But only after 30 minutes or so, that sensation would just go away. And the second question from Ms. Ting is that she would really like to assist that lady who have the hearing loss issue, because for sometimes now for these couple of years, that person couldn't walk around anymore, just spend a lot of time in bed. Even though she has good appetite and she can sleep very well, but still she also have eyesight issues, she couldn't see at all. Mr. Lee said that, of course, we when we get older, that would result in our bodies start to age, and so it could be that there are certain body parts that are way too weak, and so when we try to heal them compared to younger people, they would heal quicker. But for elders, you might have to, really persist with the process so that you can assist them more effectively. And when the person gets better, then you should advise them to come in and take the energy classes so that they can stimulate their stem cells for better recovery.